Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 4. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài chương 4, phân số, cái phép tính với phân số giới thiệu hình thoi. Cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ học là phân số. Bài 160, hình tròn banh đã được chia thành mấy phần bằng nhau. Rồi chúng ta đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy chia 8 phần bằng nhau. Chia 8 phần bằng nhau. Câu B, có mấy phần đã được tô đậm? 1 2 3 4 5. Như vậy là phần tô đậm này chúng ta sẽ có là có 5 phần tô đậm. À, 5 phần tô đậm. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình tròn. Như vậy cái này người ta họ chia tổng cộng là vừa tô đậm và không tô đậm. Như vậy là 8 đúng không? 8 đó là cái mẫu. Còn cái tử là cái phần tô đậm là 5. Đấy. Đây là cái phân số. Phân số thì nó có sẽ có là tử ở trên và cái mẫu ở dưới, nó có gạch ngang, gạch ngang ở giữa. Đây gọi là cái phân số. Câu C, có mấy phần không tô đậm? 1 2 3. Đây là có 3 phần không tô đậm. Rồi, viết phân số chỉ phần không tô đậm trong hình. Như vậy chúng ta cũng lấy chung là cái mẫu là 8. À, cái mẫu là 8 là tổng cộng vừa không tô đậm và tô đậm ha. Còn cái tử thì người ta vào là phần không tô đậm là 1 2 3. Vậy là 3/8. Chúng ta qua bài theo. Hình banh đã được chia thành mấy phần bằng nhau? Rồi là 1, 2, 3, 4. Chia 4 phần bằng nhau. Có mấy phần đã được tô đậm? 1, 2, 3. Vậy là có 3 phần tô đậm. Viết phân số chỉ phần đã được tô đậm trong hình banh. Như vậy là 4 phần là cái mẫu này, được không? Rồi 1 2 3, như vậy 3 là cái tử. Câu C, có mấy phần không tô đậm? 1. Đây là có 1 phần không tô đậm. Viết phân số chỉ phần không tô đậm trong hình banh. Vậy chúng ta cũng vẫn lấy là cái mẫu là chung là 4. Cái mẫu chung là 4 là tất cả. Thì cái phần không tô đậm là 1, như là 1 phần 4. Nó qua bài 162. Viết đầu đọc phân số chỉ phần tô đậm trong mẫu hình dưới đây. Vậy cái hình này thì trước tiên chúng ta sẽ đếm. Được. Đó là đếm tất cả là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là cái mẫu là 6 nè. Còn phần tô đậm là 1, 2, 3, 4. Vậy là đọc là 4 phần 6. Này là 4 phần 6. Nè. Rồi có hình tròn này. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy cái mẫu là 5 nè. Còn cái tử là 1, 2. Như 2, là 2. Cái này là đọc là 2 phần 5. Được. Đây là 2 phần 5. Rồi cái này là về ngôi sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là cái mẫu là 10.
Còn cái tử là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này là 7 phần 10. Này là 7 phần 10. Câu B. Trong mẫu phân số đó, mẫu số cho biết gì? Tử số cho biết gì? Rồi như vậy thì lấy ví dụ như là 4 phần 6. 4 phần 6 có nghĩa là phần mẫu số đúng không? Mẫu số là có nghĩa là trong cái hình chữ nhật này nè, chia ra làm 6 phần bằng nhau. Được, 6 phần bằng nhau. Và tử số thì cái số phần chúng ta đã tô đậm. À, số phần đã tô đậm 1, 2, 3, 4. Và tương tự cái này là cái hình trầu chúng ta chia ra làm 5 phần bằng nhau. Và còn cái tử số là cái phần chúng ta đã tô đậm. À. Rồi cái này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 ngôi sao. Rồi đó là cái mẫu. Còn cái tử là chúng ta sẽ có là 7 ngôi sao được tô màu. Rồi thầy viết lại một cái ví dụ ha. Thầy lấy là cái ví dụ của 4 phần 6 này nè. 4 phần 6 là mẫu số cho ta biết là cái hình chữ nhật này nè, cái hình chữ nhật chia làm 6 phần bằng nhau. Rồi, cái tử số là cái phần đã tô màu là 4 phần. Rồi. Và tương tự qua cái này, hồi nãy thầy đã nói rồi. Rồi. Các em tự làm. Bài này 163, viết phân số 4 phần 7. 4 phần 7. Bài này là 5 phần 11. Này là 5 phần 10, 11. 7, 12 phần 100. 72 phần 100. Ta qua trang tiếp theo. Bài 164. Viết số tích hợp của trống. Đây là cái cho phân số và đây là cái tử và cái mẫu mẫu số. Và cái tử là ở trên, cái mẫu số là ở dưới. Đây người ta cho đây là 5. Đây là 9. Cái này là đơn giản thôi. Đây là tử là 6 này, cái mẫu là 17 này. Được. Cái tử là 90, 18 này, cái mẫu là 99 này. Cái này là 50, 57, còn cái mẫu là 100. Bài này tử số, cái này chúng ta viết ngược của cái bài này. Tử số là 8, mẫu số là 11, phân số là 8 phần 11. Tử số là 91, mẫu số là 95, như là 91 phần 90, 15. Cái này là 2 trên 10, 19. Này là 54 phần 40, 12. Chúng ta qua bài 165. Viết phân số tích hợp vào chỗ chấm thay mẫu. 0, 1 phần 5, 2 phần 5, 3 phần 5, 4 phần 5. Này là 5 phần 5, 5 phần 5 là bằng 1. Vậy là 3 phần 5, 4 phần 5. 5 phần 5 có nghĩa là 5 ta chia 5 là bằng 1 đó. Còn bài này người ta cho 0, đây là 1. Người ta họ chia có 3. Câu này người ta họ chia là 4. À, cái này là 1 phần 4 này. Đây là 2 phần 4 này. Đây là 3 phần 4 này. Câu này là 4 phần 4. 4 phần 4 là bằng bằng 1.
Câu C cũng cho từ 0 đến 1 mà người ta cho là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ chúng ta sẽ có là 1 phần 10 nè, 2 phần 10, 3 phần 10, 4 phần 10, 5 phần 10, 6 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10, 9 phần 10. 10 phần 10 là bằng 1. Bài 166. Viết phân số tích hợp vào chỗ chấm thay mẫu. Này là gì đây? A, M, B. Cái mẫu thì chúng ta sẽ có là AM bằng 2 phần 5 AB. AM. Như vậy AM thì chúng ta sẽ có là trong này là 2, 2 ô. Còn AB chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5. Nè. Bây giờ cái này là chúng ta sẽ có là AM là 2 nè. Còn AB là 5 nè. Nè. Rồi tương tự vậy. MB đây 1 2 3, như vậy nó là cái tử. Còn AB là cái mẫu là 1 2 3 4 5. 5. Rồi, CA. CA là cái tử, được không? CA 1 2 3. Đó là 3. Còn CD, C đây, D đây là cái mẫu 1 2 3 4 5 6. Là 6. Rồi như vậy toàn là CD, CD hết, như vậy cái mẫu là 6 6 6 hết. ID, ID là cái tử. Y đây, D đây, 1 2 3. Cái mẫu là CD, CD là chúng ta mới đếm xong mà cũng là 6. CN là cái tử CN đây 1 2 3 4 5. Đây là 5 phần 6. ND, ND là 1, từ đây đây có 1 à. 1 phần phần 6. Vậy cái chữ cái phía trước nè. Phía trước này nó là cái tử, được không? Cái này là nó là cái tử. Và cái CD này là nó là sẽ là cái mẫu, là tương tự vậy chúng ta cứ làm. Bài 167. Viết thương của mẫu phép chia dưới dạng phân số. Thì cái này là 5 chia 7. 5 chia 7 thì chúng ta sẽ được là 5 phần 7. À. Cái này thầy ghi ghi như thế này ha, 5 này ta chia 7 này bằng 5 phần 7, chúng ta viết kiểu vậy ha. Rồi 6 ta chia cho 10 là bằng là 6 phần 10. Rồi 9 chia 14 thì chúng ta sẽ được là 9 phần 10, 14. 5 chia 5 là bằng là 5 phần 5. 17 ta chia cho 28 là bằng là 17 phần 20, 18. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài 168. Bài 168 là chúng ta làm ngược của cái bài 167. Viết mẫu phân số dưới dạng là thương. À, đây bằng luôn. Bằng luôn có nghĩa là 3 ta chia cho 4. Rồi cái này thì chúng ta sẽ được là 10 ta chia 3. Cái này chúng ta sẽ được là 9 ta chia 5. Cái này chúng ta sẽ được là 18 ta chia cho 2. Cái này chúng ta sẽ được là 71 ta chia cho 100. Bài 169. Viết mẫu phân số dưới dạng thương rồi tính giá trị của thương. Như vậy chỗ này chúng ta đây 15 phần 3 bằng 15 ta chia cho 3 là bằng là 5. Đó, cách giải nó như vậy đó, được, nó tính là chia ra luôn. Rồi 28
28 hết chỗ làm bên này ha. 28 là chia phần 4 này bằng là 28 là chia cho 4 này, 28 là chia 4 là được là 7 này. Rồi 81 phần 9 là bằng 81 ta chia cho 9 là bằng là 9 này. Rồi cái này 175 phần 25 bằng 175 ta chia cho 20 15 bằng 7. Và cuối cùng là 276 này lên 23 bằng là 270 16 ta chia cho 20 13 bằng 10 12. Bài 170 đã tô đậm 3 phần 4 hình tròn nào? Bây giờ chúng ta đếm này, 1 2 3 4 5. Và cái này là cái mẫu là 5 đúng không? Rồi có tử là 1 2 2 phần 5 thì không phải. Rồi có hình này. Hình này 1 2 3 4. Vậy là 4. Mà cái phần tô đậm đó là 4 luôn, được không? Như vậy thì cái này là 4 phần 4 luôn rồi, nhưng mà không phải. Bài này 1 2 3 4 như vậy, cái mẫu là 4 này. Cái tử là 1 2 3. Như vậy cái này 3 phần 4 đây, câu C. Câu hình này thì sao? 1 2 3 4. 4 nhưng mà chúng ta tô có 2 à, 2 phần 4, không phải. Câu C. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài 171. Mẹ chia cái bánh thành 8 phần bằng nhau. 8 phần bằng nhau. Vậy là 1 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 8 phần bằng nhau. Rồi tiếp theo. Mẹ biếu bà 3 phần bánh. Mẹ cho em 1 phần bánh. Phân số chỉ phần bánh mẹ đã biếu bà và cho em là phân số nào? Thế là cái này là mẹ phân ra làm 8 phần đúng không? 8 phần này. Đó. Rồi biếu bà là 3 phần, 1 2 3. Và tiếp theo là mẹ cho em là 1 phần, như là 1 phần nữa, như vậy là chúng ta có là 1 2 3 4, 4 phần đúng không? Người ta nói là phân số chỉ phần bánh mẹ đã biếu bà và cho em. À, giờ chúng ta sẽ mất hết 4 đúng không? 4 cái, 3 cái thì cho bà nè, còn 1 cái cho em nữa. Như vậy là hết là 4 cái. Như vậy là 4 phần 8. 4 phần 8 này trong này thì chúng ta lại không thấy 4 phần 8. Thì cái này chúng ta sẽ gọi là rút gọn ra. Chúng ta đơn giản đi cho 4. À, ở trên chúng ta chia 4 rồi còn lại là 1. Còn ở dưới chúng ta chia cho 4 như vậy là còn lại là 2. 1 phần 2. Như vậy cái phần bánh là câu B này nè, 1 phần 2 này nè, đúng không? Như vậy đây nè, cái phần bánh mà bà và bé là hết 1 phần 2 nè. Đó, hết 1 phần 2 là hết nửa cái bánh đó. 1 cái, 2 cái, 3 cái biểu bà nè. Còn 1 cái là em nè, như vậy hết nửa cái là 1 phần 2. Đó. Đây. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.